Hoa Fairy Tales. Chúng ta đã nghe khá nhiều về những hồn ma hắc ám luôn đem lại nỗi sợ hãi kinh hoàng. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ không tưởng tượng được rằng ở đâu đó ở ngoài kia vẫn có thể có sự tồn tại tình yêu giữa ma và người, và Ila cũng không phải ngoại lệ. Điều đó thậm chí xảy ra với chính bản thân cô. Ngày xưa, ở một tòa lâu đài nọ, có một cô bé tên là Ila. Mặc dù sống trong cảnh giàu sang, nhưng cô bé lại vô cùng cô đơn. Cha cô bé thì bận đi làm kiếm tiền, còn mẹ cô bé thì mãi mê với việc nhà, nên không ai quan tâm đến cô bé cả. Thật là chán quá đi. Bố mẹ suốt ngày bận rộn, giá như mình có một người bầu bạn thì tốt biết mấy. Ila suốt ngày lủi thủi một mình. Hàng đêm, cô bé ngồi một mình trong phòng, nhìn ra cửa sổ ngắm thế giới bên ngoài kia. Bỗng một hôm, cô bé nhìn thấy một bóng sáng đang ngồi trên chiếc xích đu trong giường. Cô bé chạy ra khỏi phòng thông báo với bố mẹ rằng có người đang ở trong vườn. Khi họ ra kiểm tra thì không thấy gì. Họ lại nghĩ rằng Ila bị mơ ngủ. Đâu có đâu, con gái à, chắc là con mơ ngủ rồi. Không phải, là thật. Cậu thấy rõ ràng có người ngồi trên đó, nó còn chuyển động nữa mà. Đủ rồi Ila, không có ai ở đây cả, con nên đi ngủ sớm đi. Ila bực tức quay trở lại phòng. Nàng ôm chú gấu Teddy của mình vào lòng và tâm sự. Teddy, rõ ràng là mình thấy có người ở đó mà, tại sao bố mẹ lại không tin mình cơ chứ? Đây là chú gấu Teddy mà Ila đã thấy trong phòng mình khi cô bé mới chuyển đến đây. Kể từ đó, Teddy đã trở thành người bạn thân thiết duy nhất của Ila trong căn nhà này. Một hôm, sau khi quay trở lại phòng mình sau bữa tối, Ila chợt nhận ra cánh cửa phòng mình đang hé mở. Cô từ từ bước lại gần, và những gì cô bé nhìn thấy qua khe cửa thực sự làm Ila giật mình. Không hiểu từ khi nào, một hồn ma đã xuất hiện trong phòng của Ila. Nó đang nhìn chú gấu Teddy của cô bé với vẻ mặt dò xét. Ila nhanh chóng mở cửa bước vào trong sự kinh ngạc của hồn ma kia. Anh là ai? Tại sao lại vào phòng của tôi hả? Cô thấy tôi à? Dĩ nhiên, anh định làm gì Teddy? Anh nói mau đi. Tôi là một hồn ma, tôi sống ở đây được gần 100 năm rồi. Cô cứ ngồi xuống đây, tôi sẽ kể lại câu chuyện của tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại cô đâu, thật mà. Quả ra, hồn ma đó chính là Henry, người con trai của chủ cũ của ngôi biệt thự này. Cũng giống như Ila, Henry rất cô đơn trong căn biệt thự sang trọng. Sau một thời gian, Henry bỗng nhiên mất tích một cách bí hiểm. Bố mẹ chàng đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thể nào tìm thấy Henry ở đâu. Do chịu không nổi cú sốc nên cũng rời căn nhà mà đi. Chỉ còn Henry ở lại đây từ đó đến bây giờ. Đó là toàn bộ câu chuyện. Khi tôi nhận thức được trở lại thì mình đã trở thành một hồn ma rồi. Nhìn bố mẹ ra đi nhưng không biết làm cách nào. Tôi cố gắng gọi nhưng mà họ không hề nghe thấy. Thật tội nghiệp. Cha mẹ của ta cũng suốt ngày mãi mê với công việc. Ta hiểu được cảm giác đó. Hay là từ bây giờ chúng ta trở thành bạn nha, có được không? Từ hôm đó, Ila có thêm một người bạn. Họ rất hợp tính nhau. Ila suốt ngày ở trong phòng nói chuyện với Henry. Và không biết từ khi nào, Ila dường như đã có tình cảm với Henry. Mặc dù cô biết rằng chuyện tình này cuối cùng cũng chẳng đến đâu. Chẳng lẽ ta đã yêu Henry rồi sao? Sao lại như thế cơ chứ? Con người làm sao có thể yêu hồn ma được? Nàng làm sao vậy? Không có gì đâu. Henry à, ta thấy người ta bảo sau khi con người chết đi, linh hồn của họ sẽ được lên thiên đường. Sao chàng vẫn ở đây vậy hả? Ta cũng không biết nữa. Nhưng mà ta cảm nhận được linh hồn ta bị trói chặt với lâu đài này. Ta không thể rời khỏi khuôn viên của lâu đài, dù ta đã thử rất là nhiều lần. Từ sau khi Henry xuất hiện, Ila trở nên rất tươi tỉnh, vui vẻ. Bố mẹ Ila cũng rất ngạc nhiên với điều này. Tuy nhiên, họ cũng không quá quan tâm đến việc đó. Ila, dạo này con có chuyện gì vui hay sao vậy? Đúng là có chuyện vui, nhưng mà con nói ra bố mẹ cũng không tin đâu ạ. Cho nên thôi đi. Tuy nhiên, sau ngày hôm đó, có một sự kiện đã diễn ra trong tòa lâu đài. Nó suýt chút nữa cướp đi tính mạng của Ila. Khi cô nàng đang đứng ở giữa đại sảnh thì bỗng nhiên chiếc đèn chùm phía trên đầu cô lung lay dữ dội và ngay lập tức rơi xuống đầu cô. Nàng cẩn thận, mau tránh ra. Ila nhảy sang một bên. Cô thực sự sợ hãi với những gì vừa xảy ra. Ila, con có làm sao không con? Con
Con không sao à? Thật nguy hiểm quá, con lên trên phòng đi. Mẹ sẽ bảo bố kiểm tra lại, sao nó có thể rơi xuống được kia chứ. Ila cùng Henry quay trở lại phòng. Cô nàng vẫn còn chưa hoàn hồn sau những gì vừa diễn ra. Thật ra thì nàng nên cẩn thận với Teddy. Hả? Teddy? Tại sao lại phải cẩn thận với Teddy chứ? Tại sao? Có thể nàng chưa biết, trước đây Teddy cũng chính là đồ chơi ưa thích của ta. Mà không chỉ của ta, nó còn là đồ chơi ưa thích của tất cả những đứa trẻ đã từng ở đây. Nhưng mà dần dần chúng đều biến mất hoặc qua đời một cách kỳ lạ. Chỉ có Teddy là vẫn còn ở đây thôi. Hơn nữa, lúc nãy sau khi chiếc đèn chùm rơi xuống, ta còn thấy một ánh mắt ở trong phòng của nàng, nhìn trộm xuống dưới. Mà trong phòng này chỉ có Teddy mà thôi. Hả? Thôi nào Henry, đừng tưởng tượng như thế. Teddy chỉ là một chú gấu bông thôi mà. Mà nó là bạn thân của ta, ta không tin là nó muốn làm hại ta đâu. Đừng nhắc đến chuyện này nữa được không hả? Đừng nói như vậy mà. Tuy nhiên, ngay trong đêm đó, có một sự kiện kinh hoàng diễn ra. Và nó làm Ila phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về Teddy. Teddy như biến thành một sinh vật có lý trí, đang dùng thuật thôi miên để điều khiển Ila theo ý mình. Thông thường, sau khi Ila ngủ, Henry sẽ dạo chơi ngoài vườn. Nhưng hôm nay, bỗng nhiên Henry thấy Ila bước ra khu vườn. Phía sau là chú gấu Teddy như đang điều khiển Ila. Henry giật mình kinh hãi. Nàng ấy... Teddy... Không lẽ nào những điều mình lo ngại là đúng? Henry lập tức bám theo Teddy và Ila. Họ cùng nhau đi về phía góc tối nhất của khu vườn. Dưới sự điều khiển của Teddy, Ila lập tức kéo một chiếc dây leo và một mật thất lập tức xuất hiện ra trước mặt hai người. Trong mật thất là một thế giới hoàn toàn khác, xương người rải rác khắp nơi. Có lẽ nào những bộ xương này là của những người đã từng mất tích ở đây, và trong đó có cả mình. Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, Henry lập tức bừng tỉnh và đuổi theo Ila. Teddy điều khiển Ila đến phía cuối mật thất, nơi có một quả cầu thủy tinh đang trượt sáng. Phía trong quả cầu dường như có hàng trăm ngàn linh hồn đang gào khóc. Teddy dường như muốn điều khiển Ila tiến về phía quả cầu và chạm tay vào nó. Dừng lại, ngươi lại, tại sao lại muốn làm hại nàng ấy? Trong sự ngạc nhiên của Henry, một linh hồn bay ra từ thân xác của chú gấu Teddy. Quá ra, đó chính là bộ phù thủy hắc ám trước đây đã trị vì vùng đất này. Tuy nhiên, trong một lần đại chiến với pháp sư tối thượng, bà ta đã bị phong ấn linh hồn trong mật thất này. Và từ đó, bà ta phải đi thu thập đủ 1.000 linh hồn và đưa vào quả cầu thủy tinh để hồi sinh bản thân mình. Ngươi lại... Ta là ai sao? Ta là phù thủy tối thượng, là người khiến cho người trở thành một hồn ma đó. Phù thủy tối thượng? Tại sao ngươi làm hại ta? Tại sao lại đưa nàng ấy tới đây chứ? Ngươi đừng hòng làm hại nàng ấy. Đừng có hòng. Ngươi có đủ bản lĩnh đó hay sao? Còn tại sao hay sao? Vì cả hai ngươi sẽ thành vật hiến tế cuối cùng của ta. Ngay lập tức, những tia phép thuật được bắn về phía Henry. Chàng vội vàng né tránh. Trong lúc bay lượn xung quanh, chàng vắt óc suy nghĩ cách để đánh bại bộ phù thủy kia. Làm sao bây giờ? Sao mụ ta lại đưa nàng ấy tới đây? Chết tiệt! Sao mình không hề có ký ức gì về căn phòng này? Nếu đã bị cướp đi linh hồn, tại sao linh hồn của mình lại không ở trong quả cầu kia? Làm sao mà Henry có thể nhớ được? Vì chính mụ ta là người đã thôi miên chàng và đưa chàng đến đây. Tuy nhiên, trong lúc không để ý, linh hồn của Henry đã may mắn thoát ra khỏi nơi đây. Quái lạ, linh hồn của hắn đâu rồi? Henry vắt óc suy nghĩ và cuối cùng dường như chàng đã nghĩ ra điều gì đó. À đúng rồi, là nó. Chỉ cần phá hủy nó là được. Tuy nhiên, vì quá vui mừng nên Henry đã lộ ra sơ hở. Ngay lập tức, chàng bị tia phép thuật của bộ phù thủy đánh trúng, khiến linh hồn của Henry bị trói chặt lại. Tiếng thét và hình ảnh đau đớn của Henry dường như đã tác động mạnh lên tâm trí của Ila. Nàng chợt bừng tỉnh. Thấy vậy, Henry ngay lập tức sử dụng thần giao cách cảm để nói chuyện với Ila. Đừng, nàng đừng nói gì cả. Henry, tại sao bà ta lại muốn giết chàng? Tại sao ta lại ở đây? Bà ta là phù thủy hắc ám, muốn thu thập các linh hồn để hồi sinh.
Chúng ta là những linh hồn cuối cùng. Nàng hãy nghe lời ta, lập tức phá bỏ quả cầu thủy tinh kia. Bà ta sẽ bị tước hết sức mạnh. Và nhớ rằng đừng chạm tay vào quả cầu, nếu không linh hồn của nàng sẽ bị hút vào đó. Để thực hiện kế hoạch, Henry tìm cách để đánh lạc hướng vụ phù thủy. Phù thủy hắc ám, ngươi sẽ không bao giờ đạt được mục đích của mình. Tại sao? Sắp chết mà mạnh miệng quá. Ngươi cứ ở đây chờ chết đi, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Ila lẻn ra sau, nhẹ nhàng nhặt chiếc chổi đang nằm lăn lóc ở dưới sàn nhà lên. Bởi vì ngươi sẽ không thu thập được bất cứ linh hồn nào nữa. Không, đừng làm như vậy mà. Không. Ngay lập tức, Ila sử dụng chiếc chổi để phá vỡ quả cầu thủy tinh. Nó vỡ tan và các linh hồn thi nhau bay ra. Cảm ơn cô bé dũng cảm. Không thể nào. Không, không bao giờ. Nàng ơi, ta phải đi rồi. Ta yêu nàng. Hẹn gặp lại nàng ở trên thiên đường. Và từ hôm đó, mọi thứ trở lại bình thường. Tòa lâu đài đã không còn vẻ u ám thường ngày. Tiếng cười luôn tràn ngập trong căn nhà. Về phía Henry và Ila, họ vẫn gặp nhau trong giấc mơ mỗi đêm, chờ đến ngày hai người được đoàn tụ ở trên thiên đàng. Ha ha ha.